chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thái Nguyên Corner. Thưa quý vị các bạn, không khí hết sức rộn ràng xung quanh tôi đây chính là Ngày hội Văn hóa Thể thao Dân tộc Mông huyện Đồng Hỷ lần thứ tư năm 2018, được tổ chức tại Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Xin chào, hôm nay chúng tôi có mặt tại đây để tham dự một lễ hội văn hóa và sẽ khám phá rất nhiều hoạt động thú vị như hát múa, trò chơi dân gian và ẩm thực truyền thống. Hãy cùng trải nghiệm nhé! Người Mông ở Thái Nguyên chiếm 0,64% dân số toàn tỉnh, cư trú tập trung đông ở các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương. Riêng tại huyện Đồng Hỷ, cứ đến hẹn lại lên, mỗi độ xuân về, sau khi hoa lê, hoa đảo đã mãn, quả non mới khai, đồng bào các dân tộc khu vực vùng núi cao lại nô nức rủ nhau về điểm hội tụ dự ngày hội đoàn kết đa sắc màu dân tộc do chính quyền địa phương tổ chức. Năm nay, tại xóm Bản Tèn xa xôi, nơi người Mông cư trú là chính, đồng bào các dân tộc khắp tỉnh Thái Nguyên nói chung và các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Đồng Hỷ nói riêng lại về đây sum tụ chơi hội. Lễ hội này thu hút hàng ngàn người đến tham gia, từ người già đến trẻ nhỏ. Bạn có thể thấy một đám đông sau lưng tôi đây. Họ đang hào hứng cổ vũ cho một trò chơi dân gian. Ai cũng rất sôi nổi. Ở đây quý vị các bạn có thể thấy rất nhiều trò chơi dân gian vô cùng thú vị như là đánh cù, đẩy gậy hay là kéo co. Chúng ta hãy cùng tham gia từng trò chơi một nhé. Tôi và Aaron vô cùng thích thú khi được hòa mình tham gia các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Mông do các nghệ nhân, vận động viên là người dân tộc Mông của các xã trên địa bàn huyện Đồng Hỷ biểu diễn và thi đấu. Thi thổi khen, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian như chọi chim họa mi, đánh cù, kéo co, đẩy gậy, thi ẩm thực với các món ăn truyền thống như mèn mén, thắng cố, nếm rượu ngô nếp thơm. Đồng bào trai gái sặc sỡ trong vài áo dân tộc mình, hết mình cổ vũ cho các phần thi. Năm nay, người Mông ở Bản Tèn cũng như các địa phương khác thêm niềm vui lớn khi khèn Mông được nhà nước công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Người Mông quan niệm, con gái Mông phải biết may vá, dệt vải và thêu thùa. Con trai Mông phải biết thổi khèn và múa khèn. Khèn có từ xa xưa và giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa cũng như tâm linh của người Mông. Qua nghệ thuật chế tác khèn, tiếng khèn, cách thổi và múa khèn, có thể thấy sức mạnh về thể chất cũng như tinh thần của chàng trai Mông. Trải qua nhiều thế hệ, tiếng khèn đã ngấm sâu vào tâm hồn người Mông, thân quen như thắng cố, mèn mén, rượu ngô. Nghệ thuật khèn của người Mông đã góp phần tạo nên sự đa dạng cho kho tàng văn hóa các dân tộc sinh sống trên mảnh đất Thái Nguyên. Tôi đang đứng giữa một khung cảnh thật nên thơ, một cánh đồng rộng bạt ngàn, trồng một loài hoa vô cùng đáng yêu, hoa tam giác mạch. Mặc dù mới chỉ được trồng ở đây một năm thôi, nhưng mà đã tạo thành một cánh đồng rộng tới 7 hectare ở xung quanh chúng tôi. Thank you.
Thật không ngoa khi nói rằng vườn hoa tam giác mạch rộng 7 hecta trải dài trên triền núi tại bản Tèn là vườn hoa tam giác mạch đẹp nhất tại Thái Nguyên cho tới thời điểm này. Cánh đồng hoa bạt ngàn sắc trắng xen lẫn với hồng tím điệp với màu lá xanh, giữa xung quanh là núi rừng, là những con dốc ngoằn ngoèo hay bản làng của người dân tộc khiến người ta mê mải đắm đuối. Những nụ hoa bé tí ti trông thì yểu điệu, mỏng manh, nhưng sống được giữa chốn núi rừng này đã trở thành một thứ màu sắc mới, tô điểm cho bản Tèn chút tình mà không phải chốn núi non nào cũng có. Vậy là chúng tôi đã có một ngày trải nghiệm thật thú vị tại lễ hội ở Thái Nguyên. Chúng tôi được ngắm một loài hoa rất đẹp, khám phá nhiều trò chơi truyền thống và những nét văn hóa thú vị khác. Đây thực sự là kỷ niệm không thể nào quên của tôi.